Liên quan tới vụ hỏa hoạn tại gara xe ô tô ở số 318 đường Nguyễn Văn Giáp xảy ra vào chiều ngày mùng 5 tháng 6, tuy không có thiệt hại về người nhưng theo thông tin thiệt hại ban đầu do công an quận Nam Từ Liêm cung cấp, đã có 8 chiếc xe ô tô bị thiêu dụi, trong đó có một chiếc hiệu là Mercedes màu trắng, những chiếc còn lại đều chưa xác định được nhãn hiệu. Được biết gara bị cháy rất thường xuyên tiếp nhận những chiếc xe hơi hạng sang đến bảo dưỡng sửa chữa. Nhiều câu hỏi đặt ra, ai sẽ là người đền bù thiệt hại cho chủ nhân của những chiếc xe bị hư hỏng? Trong trong vụ hỏa hoạn trên. Lại cháy, đây là câu nói gây ám ảnh nhất vào lúc này đối với tất cả người dân, vì gần đây liên tiếp các vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhiều địa phương, thiệt hại về người và tài sản là vô cùng lớn. Mới đây, một gara xe ô tô ở Hà Nội lại tiếp tục bị bà Hòa hỏi thăm. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho nhân viên gara và cả người dân sống xung quanh không kịp trở tay. Rất may, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Nam Từ Liêm đã xuất một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy, một xe cứu hộ cứu nạn. Trung tâm cứu nạn cứu hộ số 2 công an thành phố đã xuất hai xe chữa cháy. Công an quận Bắc Từ Liêm xuất hai xe chữa cháy, một xe téc của công ty môi trường triển khai 4 lăng B, phun nước dập tắt đám cháy. Phía trong gara có rất nhiều xe hơi bị hư hại nghiêm trọng do lửa lớn quét qua. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng hậu quả về tài sản là 8 chiếc xe ô tô bị cháy hoàn toàn, một chiếc xe bị cháy một phần. Hầu hết xe bị cháy, chưa rõ nhãn hiệu nên chưa có ước tính tổng tài sản thiệt hại, ngoại trừ một chiếc xe phía ngoài màu trắng hiệu Mercedes. Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, dưới góc độ pháp lý, thiệt hại gây ra tương đối nghiêm trọng. Tuy nhiên, để quy kết trách nhiệm bồi thường xe trong trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ cần xác định nguyên nhân vụ cháy như thế nào. Luật sư Hùng phân tích, theo quy định của pháp luật về dân sự thì ai gây ra thiệt hại sẽ phải bồi thường cho đối tượng bị thiệt hại tương ứng. Nếu sự việc cháy nổ xảy ra do điều kiện phòng chống cháy nổ của gara không đảm bảo, thì chủ gara có nghĩa vụ phải bồi thường cho chủ xe. Bởi căn cứ theo quy định tại Điều 517 Bộ Luật Dân sự, thì bên cung ứng dịch vụ sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ nếu làm bất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao hoặc tiết lộ bí mật thông tin nếu sự việc cháy nổ này do nhân viên người làm công người học nghề gây ra thì cá nhân pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người làm công người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Do đó, trong trường hợp này, nếu vụ hỏa hoạn là do nhân viên, người làm công, học nghề tại Gara gây ra, thì công ty K-Plus sẽ phải bồi thường thiệt hại cho những người có tài sản bị thiệt hại. Tuy nhiên, công ty có quyền yêu cầu nhân viên, người làm công, học nghề đó phải hoàn trả lại công ty khoản tiền bồi thường theo quy định. Trước tình trạng tai nạn cháy nổ liên tiếp xảy ra, tất cả người dân cần đề cao ý thức phòng chống cháy nổ mỗi người hãy trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống cháy nổ nhằm tự cứu bản thân và những người xung quanh nếu như không may gặp hỏa hoạn